trở về tìm mẹ, mẹ ơi. Đứa con hư luôn mang nhiều tội lỗi, lê bước chân về cõi vĩnh hằng nghìn thu. Lòng mẹ quặn đắng cay mẹ chịu một đời. Gì hai? Tao thèm nghe câu giọng cổ quá chân ơi. Được rồi, để con lấy đĩa cải lương con bỏ vô cho dì nghe nha. Ôi, còn đĩa cải lương nào đâu mà bay mỡ, có bao nhiêu là Đạt đem cất giấu hết à. Nó có cho tao nghe đâu. Nó nói nhà này là nhà sang trọng, cái dàn máy đó là để nó nghe nhạc hai phai ba phai gì đó. Hơn một năm rồi còn gì. Chấn. Dạ. Mày còn nhớ không Chấn? Hãy vào mùa này, mỗi khi trời sắp lập đông là hàng xo đũa nhà mình bắt đầu trổ bông. Ý, bông xo đũa mà nấu canh chua với cá rô đồng đó nghe là ngon hết cỡ thợ mộc luôn đó chị hai. Ngon thiệt à nghe. Tao còn nhớ vào mùa này, sáng nào mày cũng xách cần câu ra đồng. Thấy ham lắm chị hai ơi, con chỉ cần bắt con chuồn chuồn, móc vô cái lưỡi câu, con thả xuống ruộng á, con giật cái nó dính. Trời ơi, con cá rô con nào con đấy bự chán vậy nè ha. Bóng lẫy vàng ươm luôn, con đem về con mặn. Con vợ của mày nó thọc bông xo đũa. Tao nấu nồi canh chua bự chán vậy nè. Con đâm một chén muối ớt. Vậy là cả nhà mình quây quần bên bữa ăn. Con chạy ra quán mua xị rượu vô cái gì hai chửi. Tụi cha tụi bay tối ngày cứ nhậu nhẹt hoài hà. Còn bây giờ? Bây giờ làm gì còn được bữa cơm đảm bạc vậy nữa hả chị hai? Bây giờ ở đây trăm thứ trăm mua. Đã vậy đi đâu tao cũng thấy toàn là gạch với gạch. Riết rồi, tao nhớ quê, nhớ đất quá mày ơi. Lìa bỏ quê xưa chốn cũ, ai mà không nhớ không thương đất ruột hả dì hai? Mày thì nói vậy, chứ tao thấy thằng Đạt với... Mà tao nói mày đừng có giận tao nghe Chấn. Dạ. Ngay cả con Dĩ vợ của mày, tụi nó có thèm điếm xỉa về tới quê đâu. Vì tội nghiệp cho con Xuyến. Ê chết, nhắc tao nhỏ tao mới nhớ. Nó nói với dì là nó đi qua bệnh viện khám thai, sao lâu quá không thấy nó về. Thôi, để dì đi qua bển coi có sao không. Để con lấy xe đưa dì đi. Thôi khỏi đi con, đây qua đó có xa xôi gì đâu, để dì lội bộ đi cho nó giãn gân giãn cốt. Thôi dì hai đi à nghe. Dì đi cẩn thận nha dì hai. Anh mới chạy xe về đó hả? Em có mua chanh dĩa bánh ướt, em để sau bếp á, lát tí xíu anh vô ăn nha. Quên, em còn mua chanh màu sắc vải, hợp với màu da ngâm ngâm của anh lắm. Trưa nay về, em dẫn anh đi mai nha. Còn bây giờ, em đi làm nha. Chị,
thay đổi nhiều quá. Em có thay đổi gì đâu. Bây giờ em đâu còn cuốc đất lội ruộng mà anh bắt em phải. Anh không muốn nói sự thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Anh chỉ muốn nói là nào giờ có gì đâu. Trời đất ơi, sao anh nhà quê quá à. Em xin lỗi. Đây là sự thể hiện tình cảm của em. Em yêu anh. Bộ hồi nào giờ em không có hôn mình hả? Có. Nhưng mà những cái hôn gần đây dường như là để lấp liếm, để che đậy một cái gì đó. Anh nói vậy là sao? Là sao? Thôi, anh xin lỗi em. Từ từ anh sẽ quen. Từ từ anh sẽ quen thôi mà. Dĩ à, hôm nay em đi làm cái gì? Ở đâu mới được? Thì hết vốn đi ở đợ. Đi làm mướn, hỏi hoài à. Nhưng mà ở đợ cho ai? Làm mướn việc gì ở đâu mới được? Nè, anh có cái quyền gì mà tra gạn hạ sách tôi bằng cái giọng đó chứ? Khi không vậy đó, hùa theo người ta biểu tôi bán đất lên đây. Lên đây tưởng là sao? Em nghe lời suối biểu của người ta. Đi buôn lậu mánh mua, tiền của bao nhiêu mất sạch hết rồi. Đã vậy thôi sao còn thêm nợ nần chồng chất. Anh khỏi có nói nhiều, tôi đi làm trả lại cho anh. Anh chỉ phân trần phải trái cho em nghe. Chứ đã là vợ chồng chung sống với nhau, anh chưa bao giờ tính toán chi li. Chỉ à, mình sống chưa quen giữa chốn thị thành, nên thủ phận cho rồi đừng lao lách bón chen. Chứ không lẽ anh bắt tôi phải khét mùi nắng, tanh mùi bùn như thời còn ở dưới quê? Thà như vậy mà tâm hồn trong sạch còn hơn á. Là sao? Ý em muốn nói là tôi làm đĩ đó phải không? Dĩ? Dĩ? Dĩ ơi, có phải vật chất xa hoa đã làm cho tâm hồn em quá nhiều thay đổi? Đâu rồi cái dáng vẻ nhà quê thật thà hiền diêu của cô Dĩ ngày xưa, bơi chiếc xuồng cầu bồng bềnh trên sông nước mà hạnh phúc bình yên nghe triệu nặng trong lòng. Căn nhà bé nhỏ đơn sơ mà mênh mông tình nghĩa vợ chồng, ruộng xóm đồng trưa chiều về bên sông vàng thả lưới, bữa cơm đỏ đèn mà rộn rã niềm vui. Vợ chồng nghèo phải tất tả sớm hơn, đời vất vả mà biết lo dung bồi hạnh phúc. Một trái bằng chúa cũng nhiều kỷ niệm, một ngụm nước sông quê cũng nghe ngọt liếm ân tình. Chị ơi, anh khuyên em nên suy nghĩ kỹ lại đi em. Ăn đâu thở, còn ở thì theo thời, ở dưới quê khác, còn ở trên thành thị này thì khác. Chẳng lẽ bây giờ sống ở đây mà mỗi lần khát nước anh bắt tôi phải chạy về sông Vàm uống nước? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải mặc áo bà ba chét cùng lên mặt như thời còn ở dưới quê? Không phải như vậy. Ý anh muốn nói á, dù cho cuộc sống có đổi thay nhưng mà tâm hồn của mình đừng có thay đổi em mà. Tôi cảm ơn lòng tốt đó của anh. Cũng nhờ lòng tốt đó mà bấy lâu nay cuộc đời của con Dĩ này trăm bề vất vả nè. Dĩ ra ấm nắng chơi tay mà nghèo thì lại dơ hoàng nghèo. Đã đến lúc tôi phải tự phá bỏ cái cuộc đời nghèo khó, tôi phải đổi đời theo cách của riêng tôi. Tôi gây gắn hai tâm hồn hai lẽ sống, ta nên chấp nhận bằng lòng cho thực tại là hơn. Nhưng mà anh không muốn như vậy. Nhưng mà tôi muốn như vậy đó. Thôi, cho tôi can đi cô Dĩ à. Còn thằng Chấn nữa, vợ con mày nó ham làm ăn như vậy thì mày mừng. Tại sao mày cần nhằn chọc kẹo nó hoài vậy? Con đàn bà nào mà chịu nổi hả? Làm ăn cái gì thì cũng phải minh bạch rõ ràng. Còn đằng này nó muốn nói xấu thì nói phải không? Đúng là khốn nạn mà.
tội. Dĩ, tôi im đi. Quậy ha. Mà mày cũng tệ với mày tò mò chỉ công việc làm ăn của vợ mày. Mày nói vậy mà nghe được hả Đạt? Tao nói thì tao nghe được, mày nghe không được vợ chồng mày tự xử đi hả? Thôi được rồi, trưa chiều gì tôi về nói chuyện với cô. Thằng đội cái đón thấy cũng sốc. Em với cái thằng cha này không có hợp. Không biết lúc trước tại sao lại chịu ưng chả, nghĩ cũng lạ. Thôi ghen em đó chứ gì. Dám lắm. Chắc mẻm như dám không dám gì nữa. Tới anh em thấy em anh còn khoái. Thôi đi ạ. Bậy không. Ê, đã nghe nè. Mày đi bán mì ôm không? Mì ôm gì đây? Anh không nói bậy rồi nha. Xạo hoài. Trời ơi, với ai mày giấu với anh hai khỏi cần phải giấu. Nè. Kinh thì kinh. Đó, kinh. Vẫn chơi mà nè. Anh nói thì biết em quá rõ, em còn giấu làm chi. Nè, không nói vậy, không nên nè nghe. Người ta sẽ đồn rầm bên, rồi thằng chồng em nó mà biết được là em đi đời, nhất chạc em ra là mười. Ai chớ thằng chân em mà đừng lo, nó vừa nhát lại hiền khô. Em chịu thiệt đi, rồi anh hai sẽ giúp cho. Con đi đàng hoàng, có gì mà chịu thiệt. Đã lộ rồi, em giả nái hoài, anh hai tôi nó kỳ. Sao, xếp bài, mấy con heo. Không chơi nữa, nghỉ mày, mày không chơi tao cũng mừng nữa. Mà nói nó lộ là lộ gì? Con nào thằng nào dám nói xấu tôi cho anh nghe. Anh nói đi, tôi xé xác nó ra cho anh coi. Con Hạnh đen đó. Dám không? Má nó, biểu nó giấu giùm, nó cũng giấu nữa. Nè, với ai thì em giấu, còn với anh hai em khỏi cần phải giấu. Anh hứa là ủng hộ em hết mình. Thiệt không anh hai? Chỉ nói chơi làm sao được. Nhưng mà em đi bán bia ôm mà em mặc kín đáo thế này, con ma nào nó dám sát vô hả? Tại tôi muốn qua mặt cha chấn nó thôi. Chứ đây nè. Gì? Gì đây đây? Hả? Wow. Chỉ cần một chút tôi ra ngoài, tôi trang điểm lại mặt, làm lại tóc, tôi mặc cái này vô một cái là rách te tôi cũng như không có mặc đồ đúng không? Cái cha này. Như vậy thì uổng. Uổng cho lắm dĩ à. Uổng gì hả anh hai? Mình dám chơi phải chơi đồ ngoại cho nó xịn. Chơi đồ nổi nó bèo chết mẹ đi. Đồ ngoại? Đồ ngoại nào hả anh hai? Người nước ngoài chính hiệu. Chỉ cần em ra tay câu được nó, đời của em sẽ lên hơn một cái rúp đô la nó vô. Ao ao gì nè. Đô la đâu có hả anh hai? Em đừng nôn. Tối nay em ráng trổ hết ngón nghề của em, anh sẽ làm mai nó cho em. Ok. Ok. Đặt cô luôn. Nè, hôn mấy coi, hôn mấy coi. Nè, ba xạo là chết với em nó nghe cưng. Thôi, tôi đi làm. Dì, tao với lại vợ chồng mày đâu có bà con dòng họ gì đâu mày. Chòm xóm láng giềng với nhau. Chẳng qua má tao thương tình vợ chồng tụi bay cứu máng đùm bọc tụi bay vậy thôi. Mày tưởng tao không dám ăn mày hả? Nhai mày luôn xương nha mày. Đàn bà gì mà đi cái lưng cong cong, cái mông tròn tròn, đi mà còn ẻo qua ẻo lại mũ nổi. Thằng đàn ông nào mà chịu nổi mấy cha. Nhan sắc của đàn bà đôi khi nó cũng trở thành cái máy in tiền. Dĩ ơi, rồi đấy mày sẽ là cái máy in tiền cho tao. Dĩ ơi. Thank you.
gì à? Mà nóng ruột quá, hôm qua con có sao không? Bác sĩ khám cái thai sao hả con? Dạ, bác sĩ nói thai khỏe dữ lắm á. Vậy má mừng. Ủa, thằng này về nào nằm đây? Đạt ơi, Đạt. Trời ơi, bà làm tôi muốn đứng tim luôn hả? Con làm má đứng tim thì có. Đạt ơi, con vợ con nó có mang rồi đó Đạt. Con mang thai thiệt rồi phải không? Hơn 2 tháng rồi còn thiệt giả gì nữa con. Đem vào trong nấu cơm cho anh ăn. Thôi khỏi, tôi đi liền bây giờ nè. Anh Đạt, anh không ở nhà ăn cơm với mẹ con em được một bữa hay sao anh? Nghe cô mang thai là tôi quẩn rồi hả? Mà nè, cái đứa nhỏ trong bụng này nó có phải là con của tôi 100% không vậy? Đạt. Tôi mà má không lo, má cứ lo cho con dâu cưng của má không à. Được rồi, tôi đi cho bà vừa lòng. Đạt, con đứng lại đó. Gì nữa đây? Má nghe đồn lúc này con mê lậm cờ bạc rượu chè dữ lắm được phải không con? Ai nói với má là tôi mê lậm bạc mày rượu chè? Con Xuyến à? Con Xuyến nó không có nói gì với má hết á. Nhưng mà tại sao má lại nói như vậy? Chứ con đi lu bù à, quên nhà quên cửa, quên cả vợ con, má có đôi mù gì mà không thấy chứ. Trời ơi, tôi đi là lo làm ăn, chứ đi đâu mà rào đón. Làm ăn cái gì mà bao nhiêu tiền của, cứ lần hồi phòng cánh mà bay. Nói thiệt cho má nghe, không phải là con mê lặng bạc mày. Thấy quán đàn ra bán ăn chơi, đem tiền cho gái nó ăn. Khổ quá má ơi, trong việc làm ăn thần hùng thì bạc đều, chớ đâu phải cái nghề mua nhanh bán bừng. Cái kiểu còn ngon kiếm sống qua ngày, mà má thì đi gờ hạch hỏi dòng gió. Làm ăn lớn sao không bàn tính với vợ của mày, dẫu rằng mày không đếm xỉa tới tao. Rầu ơi là rầu, có bàn tính với má với vợ tôi có khi cũng bị gì đà nó cản mũi nữa. Thôi để tôi đi bà ơi. Đạt, con nói chuyện với má vậy đó hả Đạt? Từ trước tới giờ con đâu có vậy. Kể từ khi bán đất có tiền lên đây, con thay đổi sạch trơn à. Con không có thèm đếm xỉa gì tới má. Nhưng còn con vợ của con có đốt đuốc đi tìm cũng không tìm được con vợ nết na như nó đâu nghe con. Cái gì nết na? Trời ơi, nó quê mùa chết mẹ luôn mà má nói nết na cái gì. Mà thấy con dĩ hôn bây giờ người ta tiến bộ ào ào rồi đó. Trời ơi trời, mày muốn cái gì mày mặn nói vậy hả Đạt? Con vợ của mày nó đang có mang nghe con. Ủa, nhắc tới cái bào thai là tôi giận sôi gan. Tôi biểu nó đừng có đẻ mà nó lại cứng đầu. Mày nói sao? Tao nghe không lọt lỗ tai, chứ đừng có nói chi ai. Đã là vợ chồng mấy năm chung cha đẻ chưa là chuyện thường. Tôi biểu nó kế hoạch đi, nó đâu có chịu nghe. Mày đặt đòi săn con, công việc làm ăn của tôi trời ơi nó xui chết mẹ, cũng tại cái bào thai của nó ôm ấp mấy lâu nay nè. Sự thật rõ ràng, mày là đứa con hư. Tao không ngờ mày thay đổi quá mau, cũng tại tao quá chiều chuộng vì mày là con một. Ông ơi, ông có linh thiêng, xin ông tha tôi không giữ nổi thằng đã. Quậy hả? Bà quậy phải không? Bây giờ bà quậy cảm thấy mà bà quậy chưa đủ mà phường xóm mà kéo tới để hỏi coi bà lên bàn thờ đó. Đó, ông đang ngồi đó. Lên lấy chuông mỏ xuống mà tụng đi nha. Tôi đi. Mày bất hiếu mà. Mà Xuyên con. Con khổ lắm phải không con? Khổ một chứ má, má khổ tầm 10 lần con à. Má nhớ tầm mồ mả của ba con,
nhan khôi lạnh tanh. Má thật có lỗi về người đã khuất. Lần cháy cỏ Thanh Minh vừa rồi, má nghe đau lòng xót dạ. Nhớ xưa kia từng lung cài mở đất, mà ba con một đời khó nhọc mới tạo ra. Vậy mà bây giờ má đành lìa xa vĩnh viễn. Má muốn về nơi chung cùng con, tha thiết gian cầu má đừng có ý định bỏ đi. Là má đã vì con sợ con hiểu quạnh mình, phải đó má sợ mẹ quê bốn mùa vất vả. Má lại đành lòng lìa nơi cách chúng chôn nhà. Sao hè
nhớ bông keo trắng rụng đầy trước ngõ. Giờ tháng chạp tới nơi, quê mình ruộng thơm mùi gốc ra. Nhớ mùa gió bất lạnh thăm, quê mình rộn ra tiếng quê bánh phòng. Nhớ những lần mà đi cán bánh dần công, thằng bạn mới có 6 tuổi đầu mà đòi đốt đuốc soi đường cho má. Những kỷ niệm thiêng liêng trong đời của má đã in đậm trong lòng đâu dễ gì quên. Con má ở đây, mà anh Đạt anh còn đối xử với con như vậy, má đi rồi con không biết phải làm sao nữa. Má ơi, má đừng có bỏ con, má đừng có bỏ cháu nội của má nghe má. Má không bỏ con đâu, má không bỏ cháu nội của má đâu mà. Mấy chú, mấy chú là ai mà tự nhiên vô nhà tôi đông quá vậy nè? Má, ba cái đồ này nó cũ kỹ, bán mẹ đi con mua ba cái đồ mới gì, má nhẹ sướng tay lắm. Nè, vỗ trời ơi, Đạt ơi, con làm cái gì nè? Con đi, mấy người con thương yêu con được cái tuổi nào con làm cái gì? Con nữa, anh Đạt. Bấy lâu nay dì đã phản bội tôi, dì đã lừa dối. Hai anh về không? Ai anh về không? Ơi, ăn giùm em chén chè đi anh. Chè chè cái gì, đi chỗ khác mua bán đi. Xuyến, em bán chè. Lâu rồi anh à. Xuyến có mang mà lại cực khổ như vậy sao? Giống anh Đạt, tôi giống má, tôi giống cả nhà. Bán chè có gì xấu đâu mà Xuyến phải giấu. Không phải tôi cho rằng nghề mua gánh bán bưng là nghề hèn mọn, mà tôi chỉ sợ má tôi quá đau lòng anh.
đạt đáng xa vào con đường kỳ lạc ăn chơi. Bao nhiêu tiền của tạo ra bằng nước mắt mồ hôi khi còn ở dưới quê, anh đạt đã phung phí tiêu pha. Ngán ngẩm thay cho lòng giả của con người thay đổi quá dội vàng, lại âm thầm kêu đừng không cho chị hai biết rõ sự tình. Anh ơi không được đâu, má anh Đạt đã khổ nhiều lắm rồi, bây giờ mà biết được chuyện này nữa thì làm sao mà má anh sống nổi đây hả anh? Dẫu sao thì còn biết trước được việc đau lòng, nó đỡ đau hơn nỗi đau bất ngờ ập đến. Cũng như tôi nè, anh khóc sao? Xuyến còn đâu đến nỗi nghèo mà Xuyến còn biết tạo đồng tiền bằng gánh chè gánh cháo. Còn người ta, người ta tạo đồng tiền bằng bán đi thể xác của mình. Nhục lắm Xuyến ơi, nhục lắm. Anh Vấn, anh Vấn, bán đi thể xác, anh nói như vậy làm sao chứ? Trời ơi, chẳng lẽ Dĩ lại làm chuyện này sao? Thưa đại ca, chơi đi, chơi xả láng đi. Thằng Đạt này đã chịu chơi là chơi không bao giờ chạy. Bán nhà trả nợ đại ca lo gì. Cô em bán cái gì vậy cô em? Bán chè. Bán chè mà lời bao nhiêu? Nè, bán trinh đi. Bán trinh đi bao nhiêu anh cũng mua hết. Cô Xíu à, ai dắt cô tới đây? Dạ. Thằng khốn nạn nào dắt cô tới đây? Dạ, em vô tình thôi anh ơi. Vô tình hả? Bây giờ cô đi đâu à? Em đi bán. Bán hả? Cô bán rau, cô thịt cối, cô bán chè cái gì? Anh ơi, tôi làm như vậy là cô tố khổ tố nạn tôi phải không? Thằng Đạt bán nhà nuôi cô nổi, cô tố khổ tôi phải không? Anh, cô làm như vậy là để cô hạ uy tín lên trước lại mặt của tôi không vậy hả? Ngủ mẹ đi luôn rồi, đi đâu? Anh Đạt, sao anh không biết thương em? Sao anh không biết thương má? Anh không biết giá trị của đồng tiền phải đổi bằng mồ hôi nước mắt. Biết đến bao giờ anh mới biết được tôi là vợ của anh, phải đêm ngày tần tàu. Còn anh thì chỉ biết trác tăng ăn chơi trụy lạc mê. Người chồng xa đọa chỉ sợ má buồn má khổ vì anh. Mong có một ngày anh chạy hối ăn năn, càng mong
đời ngày ấy càng xa vời quanh tường. Làm sao tìm lại ngày đầu mình mơ ước, dù cho mưa nắng thời gian đâu dễ đổi thay lòng. Chung thủy quá ha, người ta thì đi xe bóng bẫy, còn cô thì đi bán chè. Cô lên đây này một năm rồi mà cô tay chân cô đóng phèn vậy là tại sao hả? Tại sao hả? Trời lại từ đầu còn kịp lúc mà anh đã làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu chỉ cánh chè và làm lại từ đầu. Làm được cái gì chỉ cánh chè này hả? Cánh chè như vậy mà làm lại từ đầu. Mày anh ơi, làm lại từ đầu đi. Làm đi. Em quyết rằng chớ nào dám đâu nguyện đùa. Sao anh đánh em như kẻ tao thù mày, bởi vì mày đi bắn chè mày làm nhục tao. Tao nói tao thù mày, tao thù mày đó. Không thương cũng nghĩ chút tình, giọt máu tưởng hình trong bụng của em. Mày nói cái gì? Mày ham đẻ lắm phải không? Hả? Mày ham đẻ thì từ nay tao cho mày đẻ sớm. Anh ơi, anh Đạt ơi, em lại anh mơ. Anh Đạt ơi, cho mày đẻ sớm. Mày đẻ nè. Đừng. Nè, kể từ nay mày ra đường mà đẻ nha, nhà cửa tao báo mẹ nó hết rồi. Con ơi!
ghét tôi lắm chứ gì. Đáng lý ra tôi không về đây nữa, tôi không dám gặp lại anh. Nhưng tôi về đây với một yêu cầu, anh có thể giải quyết theo yêu cầu của tôi có được không? Nói đi, tôi không có thì giờ. Sự thật đã quá rõ ràng, tôi là như vậy đó. Dù anh không còn coi tôi là vợ, tôi cũng không dám coi anh là chồng. Nhưng giữa chúng ta vẫn còn sự ràng buộc với nhau. Ràng buộc? Cô nói ràng buộc mà ràng buộc cái gì? Pháp lý vẫn còn trói buộc cuộc đời giữa tôi và anh kia mà. Tình yêu, kỷ niệm, hạnh phúc, tất cả những thứ đó không ràng buộc được cô trong vòng tay của tôi thì ăn thua gì pháp lý. Đúng, tôi là một con điếm đó. Anh đánh tôi đi. Nè, đánh đi, đánh đi. Làm gì á? Tôi muốn gì? Tôi và anh có thể ký giấy ly hôn được không? Cô làm đơn chưa? Tôi sẽ làm. Tôi sẽ ký. Thật không? Tôi thề danh dự là tôi sẽ ký. Tốt, tốt lắm. Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn nói với anh một đôi điều. Giữa tôi và cô không còn gì để nói, thì tôi mong rằng cuộc gặp gỡ này cô đừng làm bận rộn tôi. Nhưng dù sao anh cũng là người ơn của tôi, anh đã từng nuôi tôi cái mà. Cô im đi, cô đừng nói nữa. Cô còn nhắc lại làm chi cho đau nhói tim tôi. Đâu có xa gì mà còn nói ra chi lời ta tự nhau cho lòng đau ruột thắt. Hạnh phúc tình yêu tôi đã cố công miệt mài chung đắp bỗng chốc qua trò thăng. Bởi lòng dạ cô đã đổi thay bằng hai chữ kim tiền. Cái nghèo của tôi đã tự quá thân thành nơi quán trò, mặc cho khách qua đường cấm kẻ vào ra. Bởi tôi quá ngây thơ nên không nhận ra cô, để đến hôm nay vỡ lẽ ra thì tôi hoàn toàn thua cuộc. Tôi chấp nhận tháo cởi cho cô sợi dây trói buộc, thì không cần cô đền trả nghĩa ơn gì. Đó không phải là lòng quân tử của anh, mà là sự ngây ngô khờ dại. Anh chấn à? Tôi khờ dại lâu rồi cô. Vì khờ dại cho nên tôi mới làm cô. Anh làm tôi. Tới bây giờ anh mới thật sự hiểu ra, thì giữa tôi và anh hai tâm hồn khác xa nhau một trời một vực. Anh thì thủy chung với cái nghèo chân chinh, còn riêng tôi không thể ôm nhận cái nghèo để trao chuốt thủy chung. Tôi muốn cuộc đời tôi được chắp cánh đi lên, thì giữa tôi và anh phải vĩnh viễn chia tay. Coi như những ngày đó tôi đã thuê mướn xác thân cô, tôi không ân hận, thì cô cũng đừng nói điều ơn nghĩa. Anh, vậy mà bấy lâu nay tôi có tưởng tôi đã làm cho anh đau khổ, có ai ngờ rằng anh đã biến hơn tôi. Cô
Tôi nói đủ chưa? Dù sao thì chúng ta cũng nên sọc phẳng với nhau. Đồng tiền tội lỗi, đồng tiền ôn nhục. Không, tao không cần mày đâu. Mày hãy bay đi, bay theo người ôn nhục của mày đi. Trời. Tiền bạc gì mà con quăng lung tung vậy đã ô trắng. Trời ơi. Dì hai, dì đừng tiếc nhặt những đồng tiền ôn nhục đó. Tiền gì mà tiền ôn nhục? Tiền của con Dĩ. Nhưng mà con Dĩ nó làm sao? Con Dĩ nó bán thân cho người ta rồi chị hai ơi. Con Dĩ bán thân? Trời ơi, sao không có đồng tiền sao mà ghê gớm quá. Xuyên ơi. Dạ. Con ơi, mau thu xếp đồ đạc đi liền với má. Đi đâu hả má? Mình về quê con à. Về quê? Má, nhưng mà... Tôi về quê là đúng lúc rồi đó cô. Wow, tiền. Đã rơi đâu quá rồi. Mẹ nó nhớ. Đạt. Mẹ nó nhớ rồi. Con nói vậy là sao hả Đạt? Đây nè, bây giờ tôi long trọng báo cho các người biết. Khoảng 5 phút nữa các người phải ra khỏi cái nhà này. Tôi cũng ra luôn. Là sao? Là vì ngôi nhà này tôi đã bán cho một chủ khác rồi. Anh em đâu? Quăng tất cả đồ đạc trong nhà. Quăng ra luôn. Không được. Cửa lại. Không được. Trời ơi, chắc không có làm như vậy mà. Trời ơi, không được làm như vậy mà. Không được mà. Quăng ra. Đóng cửa lại. Xuyên ơi, con có sao không vậy Xuyên? Con ơi, má, Xuyên, con hãy đi với má về lại quê xưa, để từ nay con là máu thịt của ta rồi. Con thằng đã má không nhìn nó nữa đâu. Con khờ quay nhiều cánh mất cha. Xuyên ơi, bao nhiêu nỗi khổ của con là bấy nhiêu nỗi lòng xót xa của má. Con ơi, nước mắt con tuôn ra là để khóc buồn cho duyên phận. Còn nước mắt của má thì cứ chảy ngược vào tim mà nghe mặn đắng trong đời. Căm giận đứa con hư mà má không nói được thành lời. Đứa con mà bấy lâu nay má mang nhiều hoài giống, cứ khổ trăm bề chỉ mong nó được
ơi, tôi đã không tròn lời chăn trối của ông. Tôi tự thành đạt vì nó là đứa con mất nghĩa. Má thương con tuổi đời còn non trẻ, mà chưa nở duyên đành gái gắn nó chừng xuân. Rồi giờ mình tính sao đây hả dì hai? Dì với con Xuyến về quê con à, về lại mảnh đất cũ, xin người ta che cái chòi ở tạm. Vậy mà nghe ấm áp hơn con à. Mà con biết trong lòng má đang ngổn ngang tâm sự, phần lo cho con, phần công dẫn đưa con hư. Thời gian sẽ làm cho con quên đi người chồng bội bạc, nhưng còn má càng cố quên mà lại càng nghe đau xót trong tim. Mà thương con, má bớt ưu sầu phiền nào, đã có con là nguồn an ủi trong đời. Bên sông vàng hạ lưới, đời đạm bạc mà thấm đầy nhân nghĩa, hơn vật chất đồng tiền mà lòng giá bạc đen. Thôi, mình về quê các con à. Đi, đi cho kịp chuyến xe. Dạ. sắm sửa cho tốt mã bên ngoài, rồi tự mình chui vào chiếc lồng son cho người ta nhốt lại. Để khi cần, người ta lại mang tôi ra làm trò tiêu khiển. Không, không, tôi không phải là loại chim kiến. Tôi là con người, hãy trả tình yêu lại cho tôi, trả tình yêu lại cho tôi. Anh chàng ơi, anh chàng. Cứ chấn hoài. Mày bây giờ sướng hơn tao nhiều, mày đặt đòi hỏi gì nữa mày? Nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được trở lại với anh Chấn.
anh có nghe rõ không? Cái đồ ngu. Cái gì? Tôi ngu. Gì cười? Tự nhiên cái cười. Tao nói như vậy nó không đúng hay sao mày cười nhạo ta? Nghe anh nói mà tôi mắc cười giùm cho anh. Cái ngu của mình sao không thấy? Lại còn đổ trúng cho tôi. Thử hỏi anh có bằng được tôi không? Hay anh chỉ là một gã đàn ông khờ khạo? Khờ khạo mà mày đặt làm sáng đến ruộng đất gia tài mẹ cha để lại. Chẳng những anh không gìn giữ nổi mà phá tiêu tan để chuốc lấy bệnh viện. Tao đập mẹ cái chết mày ơi. Anh hết hồi rồi đã ơi. Nên dứt dưỡng lang thang như một kẻ ăn mày. Nhưng dù sao tao cũng là người ở của mày. Mày không được mẹ khích sao? Mày là con điếm hạng sang chứ mày đâu có tốt đẹp gì. Nên chỉ ăn sắp của mày tàn, chưa chắc gì mày hẳn hơn tao. Tụi mình cá mè một lứa với nhau, mày chửi tao chi gì? Tao với mày khác xa nhau lắm. Tao bán thân xác của tao để đổi lấy sự sang giàu. Vì tao chán ngán cái cảnh sống đói nghèo rách nát. Còn mày, mày đâu có sẵn ruộng đất thừa mứa. Mày dư ăn, dư để. Vậy mà rốt cuộc mày được cái gì? Mày ngu. Mày chửi. Mày dại lắm đã. Mày nói được mày trọt trọt vô trán tao, tao đập mày cái ghế. Mày chết. 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 Chết cha tao. Bây giờ mày lết đầu đến đây để ăn xin. Mà người có quyền cho tiền mày hay không là tao. Vì tao là chủ của căn nhà này. Vậy thì tao với mày làm sao cá mè một lứa được mày? Tao lại mày, tao cần tiền lắm, mày cho tao tiền. Giờ tao liếm gót mày nè. Còn tôi, mày chết đi cho rảnh nở. Người thơm mà nước miếng nó cũng thơm. Dĩ ơi, tao lại mày, tao vả quá rồi Dĩ ơi. Tao quỳ dưới chân mà tao lại mày. Dĩ ơi, tao vả lắm rồi, mày cho tao tiền Dĩ. Cái chuyện tao nhờ mày nhắn anh Chánh lên đây, mày làm giùm tao chưa? Tất cả những gì mày nhờ tao, tao làm đúng ý định của mày. Vậy mày cho tao tiền đi. Mày cần tiền lắm chứ gì. Đúng rồi, cho tao tiền. Đúng là lực giang hồ. Coi vậy chứ nó rộng rãi đó. Nói cho là anh cho. Vả quá Dĩ, lẹ đó. Mẹ mày lâu quá Dĩ. Có tiền không? Đâu? Đây đây. Lên đây. Đạt, mày có nhà không Đạt? Thằng Chấn. Thằng Linh thiệt mới nhắc nó nhập liền mày. Anh Đạt. Tôi nói anh nghe này. Tí xíu anh Chấn đến. Anh nhớ đừng nói gì về tôi nghe chưa? Anh giúp tôi đi. Một lát muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh hết. Nhớ nghe anh Đạt. Nghe anh Đạt. Tao. Nhớ đó. Gì kỳ vậy? Tự nhiên mới chửi mình như chó à. Nghe tiếng thằng Chấn lên đổi tông kêu bằng anh. Mẹ mà hứa cho tiền hoài mà không cho. Tôi đập mà chết cha mày. Địa chỉ này đúng rồi mà sao lâu dữ vậy ta? Chơi mày luôn. Đạt ơi, sao mày đâu mà lâu dữ vậy mày? À, cửa không có khóa. Mày vô đại đi. Chà, trời ơi, nhà đẹp quá ha. Ủa, mới nghe tiếng rồi sao đâu mất tiêu vậy trời? Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt. Tao nè. Mày hả Đạt? Nó chứ ai. Trời ơi, Đạt ơi, sao nay mày tệ dữ vậy Đạt? Vậy là lỡ lắm, sợ dưới tệ đó là mày. Còn căn nhà này? Căn nhà này của tao hai mươi. Bởi vậy mày ở cái chỗ gì lạ quắc lạ quơ, làm tao kiếm hoài mà không gặp. Rồi mày có kiếm tao nữa hả? Tao nhận được thơ mày là tao lên liền nè. Đạt, nói nghe nè,
Trời ơi, ai nhớ mày dữ lắm. Dẹp rồi tao từ bán rồi mày. Trời, mày không được ăn nói như vậy nghe Đạt. Đạt ơi, Đạt ơi, cho dù mày có nhẫn tâm bỏ vợ thì cũng còn gì hay. Lý đâu cho trách như là người dân. Đạt ơi, mày đâu có biết rằng ngày xuyên được bệnh viện cho về vì hai đã rối bời bấn loạn khi đứng trước hoàn cảnh quá phũ phàng thảm thương. Đi đâu về đâu giữa hoàn toàn xa lạ, nhà cửa không còn mà riêng thì chưa lành hẳn giá thương. Chuyện của mày đó chi, mày giỏi mày lo đi, tao giao má tao đó, tao giao vợ tao cho mày luôn đó. Mày ăn nói gì kỳ vậy Đạt? Kỳ mẹ gì kỳ mày. Đạt ơi, mày có biết không, mỗi lần nhìn những giọt nước mắt buồn tủi vì con lăn dài trên má nhăn nheo của bà mẹ già đua vô phần vô phước là tao nghe như có lưỡi dao xóc trung tim mình. Nỗi lòng của chị hai tao biết, ngoài miệng nói từ con mà ruột gan có những đêm vì thức trắng chờ nghe tiếng động nhẹ bên ngoài là nhồi chạy ra xem thằng con vẫn chưa về để má đứng chờ chờ. Rồi má run con dơ hai tay lau giọt buồn giọt tôi ôi lòng má thương con như biển trời dời dời phận làm con phải đền đáp cho tròn. Chứ có mày đó chị, mày giỏi mày lo đi, tao giao má tao đó, còn con xíu tao cho không mày đó. Cái thằng khốn nạn. Mày tưởng tao nặng lắm á mày. Trời ơi, nhẹ nhẹ đau tao. Anh Trắng. Hey, tiền gì? Tiền mày. Tiền. Đây là số tiền tôi đưa cho anh. Biến đi. Tao điếm mới được nhiêu mà. Có tiền rồi tao đâu có cần tới mày nữa. Có tiền rồi tao chơi thả ga. Có tiền rồi tao mạnh như thần. Tao chơi Đạt, thả ga Đạt luôn. Đạt đi về mà. Đạt. Cô kêu tôi. Tại sao cô có mặt ở trong nhà này? Đây là nhà của em. Mừng cho cô. Thằng Đạt nó nhắn tôi lên đây hay là... Em nhắn anh. Cô. Dạ. Để làm gì? Em nhớ anh. Anh cũng chưa quên được em. Anh chắc. Nhưng thôi, tất cả hãy xem như là kỷ niệm. Ngần ấy năm hương lửa, anh đâu dễ quên em trong một sớm một chiều. Anh không thể nào tha thứ cho em được hay sao? Đâu chỉ riêng em có lỗi, cả anh nữa. Hồi đó em muốn làm giàu nhanh, buôn bán thì em không bằng người ta, bao nhiêu vốn liếng mất hết, thương anh còng lưng chạy xe ôm. Em muốn vợ chồng mình phải đổi đời, bị quá cho nên em đành phải bán mình. Rất tiếc lúc đó anh không biết cách ngăn cản em, không biết cách để cho em tìm thấy được hạnh phúc trong tình chồng nghĩa vợ. Em thèm khát một cuộc sống sang giàu. Đáng buồn là cái cách kiếm tiền của em. Nhưng thôi, bây giờ em đã đạt thành sở nguyện. Em đã có tất cả. Em đã có tất cả. Em đã có tất cả. Nhưng chỉ có riêng
tình dần mập mãi lên môi. Dối tay ôm kỷ niệm nhân tình anh nhớ giá bằng. Chuyện tình dở nữa đi em, khóc cho thật nhiều, cho vơi nhẹ lòng em. Mọi chuyện đã qua, mình hãy cho nó qua nhanh. Bây giờ em đã có tất cả rồi, chỉ còn thiếu anh. Muộn rồi gì ơi, sẽ rất hạnh phúc trong cuộc sống tiện nghi nếu như chuyện tình mình đừng dang dở. Thôi, chúc em hạnh phúc bên chồng. Chồng em. Một gã đàn có tất cả. Người ta thương em, người ta cung phụng cho em đủ đầy. Chồng em là kẻ mua thân xác, còn riêng em là kẻ bán. Gái bao cho người ta mua vui. Trời ơi, có lúc em cô đơn đến khủng khiếp. Em muốn la lên, em muốn hét lên cho vỡ tan lòng ngực. Mà nó ban đầu là tình yêu chân gối, nhưng lời không trao, tâm sự không chốt vì ngôn ngữ bất đồng. Sao đôi chỉ là trò chơi ân ái chưa thỏa mãn đam mê. Còn thân xác em thì lại vương hồn. Em nhắm mắt cắn răng mặc cho ai ân ái dập vui. Nhưng mà trời ơi, ai ân làm sao dễ tìm khi tình yêu chẳng có. Em cố tưởng tượng ấy là anh, nhưng quả là tay anh vẫn cứ là anh trong tư tưởng, còn bàn tay kia luôn là một nhói tim em. Sau cơn ân ái em đã rời thế gian, đèn nắng tối vàng em ít chỗ em đang đi cho em hãy để bán cho người. Chị ơi, trăm năm dẫu có bắt đầu hết duyên chồng vợ vẫn còn tiếng anh một như mai gặp.
gặp lại tìm thân, chúng mình bạn cũ tình thâm nghĩa dày. Vậy là em đã vĩnh viễn mất anh thật rồi sao? Mất là mất mặt nhau, còn là còn nhau trong tâm tưởng. Em sẽ theo chồng về xứ lạ để tìm quên. Mỗi lời chúc bây giờ chỉ bằng thừa. Anh Trần, anh Trần, anh Trần. Mất cái thứ này, người ta còn được cái thứ khác. Còn thằng Đạt, mày đã mất cha, mất mẹ, mất tình yêu, danh vọng, ruộng vườn nhà cửa mày đã mất, mất tất cả rồi. Rồi đây mày chết mà không có đất đi chôn mày, Đạt ơi. Không, tôi có đất, hãy trả đất lại cho tôi. Tôi có đất mà, trả đất lại cho tôi. Tôi có đất, trả đất lại cho tôi. Trả đất lại cho tôi. Mau, ôi từng giọt máu cuối cùng còn sót lại đủ ướt những ngón tay. Má, má. Im lặng sao mà nghe dễ sợ. Má ơi, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời thằng con bất hiếu này đây, dáng hình của má hiện từ lại hiện lên sáng ngời trong tâm trí của con. Má, 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 má ơi, má hãy bao dung lòng luôn rộng mở như biển trời. Tay của má dẫu gầy
sưởi ấm cho con mỗi lúc đông mà về, đủ sức dắt nhiều từng bước con đi. Gần khó đi, khó đi mà dắt con đi qua cầu lắc lẻo. Qua cầu lắc lẻo ngại chi mưa dầm. Má ơi, con nhớ ngày xưa cái thở con còn thơ ấu, có những bữa mưa dầm đường quê mình lạy lội, đầu má đội khăn tang, lưng má cõng thằng con cưng, má mắm từng ngón chân dò dầm má đi qua mấy rặng trăm bầu. Để cho con không bị lầm lem vui kịp đớn đường, hay có món gì ngon má cũng nói, để dành cho thằng Đạt nó là vàng là ngọc của tôi. Rồi đêm đêm má đốt nhang khấn nguyện, mong sao cho con khôn lớn ăn học thành tài, để hương hồn ba con được ngậm cười nơi chính xuôi. Vậy mà con của má bây giờ là rác rưởi, sắp trút hơi tàn độc nhục nhã bơ vơ. Đạt ơi, con có ở đây không Đạt? À, chú ba, chú có thấy Đạt không tôi đâu chú ba? Không thấy à, chị hai ơi. Đạt ơi, con đang ở đâu? Má nhớ con lắm. Má nhớ hồi đó, mỗi lần con hư, má giận, má đánh con đau, nhưng con vẫn xà vào lòng của má để lau từng giọt nước mắt cho má. Cũng như bây giờ, má nói tiếng từ con mà lòng đau ruột thắt. Con có hiểu cho nỗi lòng của má không đã? Má, má, con là thằng Đạt, con của má nè. Đúng rồi, Đạt. Má, Đạt ơi, trời ơi, con ơi, tại sao con lại ra nông nỗi như vậy hả Đạt? Con ơi, con về đây rồi, con ở lại đây với má, con đừng có bỏ má mà đi đâu nữa nghe con. Má, con về đây, con lại đây cùng với má, con thèm nghe má hát ru con ngủ. Con nằm xuống đi, má sẽ hát ru cho con ngủ nghe con. Oh.
Ngại chi mưa dầm. Đạt ơi, con hãy ngủ đi con. Giấc ngủ bình an trong vòng tay của má. Má sẽ dẫn con ra vườn trước mộ của ba con để xin người trọng lượng thứ tha. Má, Đạt ơi, con đừng có sợ. Con má đây nè con ơi. Má ơi, trời sắp mưa rồi, về đi má ơi. Xuyên ơi, thằng Đạt nó về rồi nè con ơi. Xuyên, con ơi, con má nè ơi. Xuyên. Đạt ơi, từng đêm em nuốt nghẹn, sợ đời con trẻ nỗi đau bất hạnh ra đời không cha. Anh đã hồi tâm em mừng rơi nước mắt, ngày đêm đã về với mẹ con em rồi. Em và má sẽ đưa anh đi trị bệnh. Là con của mình, con của mình nó có cha. Anh về đây rồi. Nó có cha. Anh sợ lại đây với em. Ở lại đây với con. Con ơi, trời sắp mưa to rồi. Thôi mình về nhà đi con. Đi con. Má, để con má. Lần này con về đây, con ở Đại Lý luôn với má. Con sẽ gánh gia trai để thay má. Má không còn khổ cực nữa đâu má. Xuyên ơi, thằng Đạt nó nên người rồi con ơi. Để con gánh. Cẩn thận nghe con. Má, Xuyên, Đạt ơi, Đạt ơi, con sao vậy nè Đạt? Trời ơi, Đạt ơi, con sao vậy nè? Xuyên ơi, anh sao vậy nè? Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt ơi, sao nè con ơi? Đạt ơi, con ơi, con sao vậy Đạt ơi? Con sao vậy nè? Đạt ơi, Đạt ơi, mày sao vậy nè Đạt? Đạt ơi, dì Hai ơi, nó sao với con? Tôi Đạt nó chết rồi. Vinh hằng nghìn tuổi.
bầu sữa mẹ cạn rồi, đắng cay mẹ chịu.